Xin chào. Và bài này là bài số 31 rồi nhỉ? Bài này chúng ta sẽ nói về cái vòng for, nhưng mà vòng for cải tiến, nó gọi là enhanced for loop. Thì vòng for cải tiến là như này, tức là cái vòng for này nó ngắn gọn hơn. Và ví dụ bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo một cái mảng inter nhé. Chúng ta inter một cái mảng tuna hay là mảng gì? Mảng inter một mảng số chẳng hạn. Ok. Inter show bằng gì? 1.3.9.7.6 như này được chưa? Chấm phẩy, nghĩa là có một cái mảng số gọi là số, và ta sẽ inter một cái định nghĩa một cái biến gọi là total hoặc là tổng, đúng không? Tổng là tiếng Việt, tiếng Việt luôn, lúc tiếng Việt tính tổng bằng không chẳng hạn. Đầu tiên ta khởi tạo bằng không chấm phẩy. Rồi bây giờ ta muốn tính tổng của tất cả những cái này nhé. Ta dồn vào xem là cái mảng này có tổng của tất cả các phần tử của mảng, thì ta tính tổng bằng một cái vòng for cải tiến. Tất nhiên dùng vòng for như cũ cũng được, nhưng mà đây là ta cải tiến thì chắc là nó phải ngắn hơn, đúng không? Và chúng ta inter x. X là một cái biến, khởi tạo một cái biến để chứa cái x này, nó sẽ chứa tất cả các phần tử ở trong giá trị trong này, và người ta sẽ khai báo dấu hai chấm số. Ok, nghĩa là cái biến này nó sẽ chứa các cái số, và sau đó thì người ta sẽ cộng nó như thế này. Ok, total là tổng chứ không phải tổng, total mà là tổng. Bây giờ ta đã gọi là tổng cộng bằng x, nghĩa là chúng ta thêm lần lượt cộng dồn x vào với tổng, đúng không? Và sau đó thì chúng ta chỉ việc ra ngoài vòng for và in thôi, đúng không nhỉ? Chỗ này chúng ta cũng có thể là dấu chấm phẩy ở đây, bởi vì nó cũng hết một lệnh, đây cũng là một lệnh. Và ra ngoài vòng for chúng ta có thể in system chấm out chấm print line rồi. Ok, print line cái gì? Tổng thôi nhỉ. Ok, chấm phẩy control s. Chúng ta nhìn thấy không có một cái lỗi nào ở đây này, nhìn thấy không có sạch sẽ thì chúng ta run này 26, tổng của nó bằng 26 chắc là đúng thôi, đúng không nào? Và như thế là chúng ta thấy cái vòng for này nó ngắn gọn hơn một chút. Nó khởi tạo một cái biến, nó khai báo một cái biến in kiểu inter để chứa. Nó nếu mà những cái mảng này mà chứa các cái số double hoặc là cái số khác thì ở trong này chúng ta sẽ phải đặt cùng cái kiểu đấy nhé. Kiểu double chẳng hạn, đúng không? Ok. Ta cũng có thể khai báo một cái mảng kiểu double cho các cái số có dấu phẩy động vào đây, thì ở trong này chúng ta cũng khai báo double x, và lúc đấy chúng ta cũng cộng dồn vào được với nhau, được chưa nhỉ? Ok, bài này rất là ngắn gọn, đúng không? Và bài này chúng ta kết thúc ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you for watching and see you next time.